Xin chào các bạn, chào những người bạn cùng đam mê với mình. Hôm nay mình đi dạo quanh cái khu Glendale ha. Mình thật sự ra mà mình đi quay cái này á, mình quay âm thanh xung quanh nó ồn lắm nên mình không có nói được gì nhiều ha. Mình chỉ biết là xem và thưởng thức. Mình biết là có nhiều bạn ở khắp trên tất cả thế giới ha. Có đôi khi mình thấy được chỗ này mà không thấy được chỗ khác, thì mình ở khu vực nào thì mình sẽ quay và share cho các bạn coi để thỏa mãn cái đam mê của mình. Mình mở cái trang này ra thì mình có hai channel, một là AG Live in Direct, hay là Car Channel, đều về là xe ha. Mình review những cái cuộc sống của mình ở Mỹ. Cái thứ hai nữa là mình review cái sở thích đam mê của mình về xe. Mình không có khéo tay bằng các bạn khác về nấu ăn rồi ăn uống như thế nào, mình không có mình thực sự là mình không có khéo tay lắm, nên mình chỉ nói sở thích của mình là về xe, thì mình sẽ đam mê về xe thì mình sẽ review lại cho các bạn coi cái đẹp của nó như thế nào, cái lộng lẫy của nó như thế nào cho các bạn coi ha. Những chiếc xe chạy trên đường này thật sự nó là nó thường như rất là lâu. Nó nếu mình muốn so cái độ tuổi thì chắc lúc đó mình chưa sinh ra nữa. Mà lúc cái xe này thì thường ra đối với mình nghĩ, theo mình nghĩ nha, thì chắc chắn là nó sẽ mang bản số đỏ rồi đó. Mà thực ra là những chiếc xe cổ, nó cổ rồi đó, nó chạy trên đường. Chứ từng nói chung là mình chỉ nhìn qua thì mình chỉ biết là nó đẹp, đúng không? Chứ mình cũng không có rành về xe lắm. Nhìn vô thì một số loại xe mình biết thôi. Để muốn biết được cái tụ điểm của những show xe này nó diễn ra ở đâu thì mình cần lên search trên mạng ha. Ngay cái địa điểm thời gian mà mình ở địa bàn nào thì mình đánh vào xem, thì mình sẽ biết được nó sẽ cho ngày giờ và tụ điểm ở chỗ nào, thì mình chỉ sắp xếp thời gian là mình sẽ tới đó để coi và chiêm ngưỡng nó thôi. Thật sự ra thì nhìn mấy cái show xe này thì mình chỉ biết nhìn thôi, chứ còn mà nói về nó thì mình cũng không có nói nhiều, nói dài dòng được. Thì đôi lúc trong cái những cái video á, chưa chắc là mình đã lấy được đâu nghe, có copyright này nọ. Còn mình á, thật sự ra khi mà mình kém một cái video á, mình nói nhiều á thì kêu sao bài này mới nói nhiều quá vậy, nói gì mà nói dữ vậy, quay không có im được rồi. Nên mỗi người mỗi ý, nên thật sự ra là mình cũng không biết là mình nên nói hay không nói, nói cho vui, nói cho các bạn coi mấy bạn đỡ buồn, nhưng mà không nói thì mấy bạn kêu sao cứ im ra buồn hiu à, nên là chán ghê sợ. Nên làm như tôi ấm ức, tôi làm cái video mà chắc tôi ngồi tôi ngủ nó nhảm cho mấy bạn coi. nhiều lúc tôi vui, tôi thấy cảm thấy vui gì đó, tôi cười, mà mấy bạn kêu mấy bạn này vô duyên, chắc mấy bạn làm gì mà vẫn cứ cười hoài. Mình vui mình mới cười các bạn, khi mình buồn mình chẳng có bao giờ mình cười đâu. À, mà mình thấy những cái chiếc xe trên đường thật sự nó rất là đẹp nha. Nhiều chuyện vậy thôi chứ mình nhìn mấy xe mình chịu không nổi luôn á. Trời ơi trời, thế mình chỉ có mơ ha. Đấy, mỗi những người mà chơi xe mà đi trên đường mà mình thấy là người ta không phải đơn giản là họ chỉ chơi xe thôi nha. Nhưng mà họ có những cái shop làm xe, người mua đồ chiếc xe lại. Những chiếc xe này thực sự ra là nó cái body của nó thực sự lớn là cũ lắm rồi, nhưng mà nó người mua rồi nó lại người có xong cái ghế, cái máy rồi cái tâm cái lớp
lái xe vào năm 1965 hoặc là 68, 69 thì sự nói cho vui thôi, chứ thực sự mình mà nói nhảm hết cái video này chắc là chắc mình đồng hàng quá. Cái xe này là rời ra mình nói chồng ơi cần mua mấy xe cái xe cho vợ, anh nói mình coi chứ được, để anh nào trúng số anh mua limousine đem mang đi luôn, để cho trời trời xe limousine đó người ta đi á, mà khi nào người lái là làm tài xế rồi, còn chỉ ngồi sau thôi chứ còn mình lái xe giờ chồng thôi vậy thôi thôi khỏi 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 trúng số đi. Bởi vậy có một số giấc mơ mà mình muốn á, đôi khi á, mình phải từ bỏ nghe các bạn, nên mình nên thưởng thức những gì trong cuộc sống hiện tại mình có thôi nha, chứ đừng có mưu cầu lớn quá thì làm cho bản thân mình nó không có được vui mà cũng không có được hạnh phúc lắm. Cuộc sống nó đơn giản thôi thì mình chỉ cần những cái gì gọi là đơn giản, không cầu kỳ, nằm trong tầm tay của mình, đừng có mưu cầu nhiều quá rồi mình sẽ bị nặng vai, thì cuộc sống của mình sẽ không có thời gian để cho nhau thôi. Mình cũng như vậy, nhưng mà trong cái video này dài lắm nha, mới có 6 phút mấy thôi mà mình ngồi nói chuyện nhảm như này á thì chắc mình chịu nổi thôi. Chúc các bạn coi video của mình rồi nhớ nhớ làm ơn nhớ share và subscribe, like với comment dưới cho mình biết nha. Có muốn mình nói nhiều không nói nhiều thì mình để mình coi mình luyện thanh luyện giọng là mình nói chuyện tiếp ha. Ôi mình thấy mấy chiếc xe nó nhảy kìa, nó gắn mấy cái phục nhún á, mấy cái phục phục hơi á, nên mỗi lần khi mà nó cần nhún nhảy là nó sẽ coi kìa, nó trên đường nhảy nhún kìa cưng. Ô cha đẹp thương à. Đẹp có được nhún nhảy đó, xe nhảy nè, xe nhảy nè, đẹp ha. Những người mà ngồi trên xe thật sự ra là những cái dân mà làm xe customer xe nha mấy bạn, hoặc là sửa xe, dân sửa xe ha, chuyên bán phụ tùng, thay thế những cái phụ tùng cũ á, người mô là đẹp quá à. Sau qua cái mùa dịch thì cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường, thì nhu cầu đam mê thì người ta cũng đi coi nhưng mà cũng giãn cách ra một xíu, không cản được sự đam mê của người khác đúng không? Wow. Ô, nhảy 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 nhúng nha, ngầu ha, cô ha. Nhìn như giống cái phục bị sập nó mở phải cái sớm mới qua cái vui vậy, cái nhà phục hơi á mình thích cũng nhẩm lên cũng thích cũng thiệt chú thôi, mình không làm thì cái chuyện sao nhảy cho thử thách xe qua cái nước bạn, thì đây là những phù hộ là những người mà đam mê được xe thì hội tụ lại trong cái video của mình ha. Rồi có gì các bạn thích, cái gì không thích, cái những cái gì các bạn thì các bạn hãy ủng hộ mình ha, cho mình cái động lực để mình làm cái video cho nó, mình cũng bỏ thời gian ra để mình quay mình share cho các bạn, thì các bạn hãy làm ơn like comment ở phía dưới cho mình ha, subscribe cho mình, xin chào các bạn nhiều. Hẹn gặp lại video sau ha, mình không có làm phiền mấy bạn nữa, mấy bạn cứ coi thoải mái ha, mình có điểm nhạc vô cho coi cho đỡ buồn, chứ còn mà nếu mà nghe tiếng nổ thì nó ồn ha. Thank you.
Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time.
watch me fall apart. I've always loved you more than you know, Father.
In a city, still so far from home, I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light, I pray to see you one more time. Yeah.
satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love, I need your light, like sitting lights and satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. City, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Your love, I need your light, like city lights and satellites.